GACP, WHO, Serato cũng tăng lượng lượng mật não, không phải điều trị hiệu quả suy giảm trí nhớ, Serato điều trị hiệu quả suy giảm trí nhớ. Hơn 90 triệu người dân Việt Nam và hàng nghìn cổ động viên Việt Nam đã không quản ngại đường xá xa xôi đến với Thường Châu để tiếp lửa cho thầy trò huấn luyện Park Hang-seo trong trận chung kết ngày hôm nay. Chắc chắn sẽ khiến các cầu thủ của chúng ta tự tin hơn. Số 21 Trần Đình Trọng, các cầu thủ tiền vệ gồm có Lương Xuân Trường mang áo số 6 là đội trưởng của chúng ta, số 8 Phạm Đức Huy, số 14 Phan Văn Đức và số 19 Nguyễn Quang Hải, và cầu thủ chưa cao nhất theo cách bố trí của ông Park Hang-seo trận đấu ngày hôm nay vẫn là Nguyễn Công Phượng mang áo số 10. Ban tổ chức đã quyết định thay đổi trọng tài phát chính ở trận đấu ngày hôm nay. Trọng tài Roman Ahmed Abubaka. Đây là đường xuất phát của U23 Uzbekistan ở trận đấu này. Uzbekistan ra sân với thủ thành áo số 1 Agasev, cao thủ số 2 Asumatov, số 4 Komilov, số 5 Otakhonov, số 6 Ganyev, số 7 Zamburikov, số 8 Yassi Bioev, số 9 và cũng là người mang băng đội trưởng Urin Boev. Bên cạnh đó là các cầu thủ số 10 Sidikov, số 17 Khamnamov và số 20 Kusunov. Một trận đấu rất đặc biệt của huấn luyện Park Hang-seo khi mà ông đã đưa hành trình của các học trò đi tới trận đấu cuối cùng, và hy vọng rằng với những kinh nghiệm ở một nơi cũng thường có những trận đấu diễn ra.
tư vấn và những chỉ đạo cần thiết. Yeah.
tung lao vào đội bạn ngay. Rất tốt, rất bình tĩnh. Sở trường của Milos rất khó để qua Xuân Mạnh. Bây giờ thì được 1-1 rồi, 48 phút. Còn ít giây nữa là 4 phút bù giờ sẽ hết. Asumatov, Samrovekov, ngày mai là sinh nhật của Tiến Dũng rồi và hy vọng anh cùng bên đây là nguyên cái cà phê này nó đi lên cà phê không?